Xác định công tác giảm nghèo là nội dung quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của thành phố. Thời gian qua, Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các biện pháp giảm nghèo với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bức tranh giảm nghèo của thành phố đã có những điểm sáng tích cực. Phóng sự được thực hiện nhân ngày vì người nghèo Việt Nam ngày 17 tháng 10. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đầu năm 2022, toàn thành phố có trên 8.990 hộ nghèo còn sức lao động. Dự kiến đến cuối năm 2023, giảm còn 4.188 hộ. Trong giai đoạn 2021-2023, tổng kinh phí huy động cho chương trình giảm nghèo của thành phố đạt hơn 748,5 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách là 287 tỷ, vốn tín dụng gần 184 tỷ và nguồn vốn huy động từ các tổ chức cộng đồng đạt hơn 277 tỷ. Để giảm nghèo một cách bền vững cho các hộ nghèo trên địa bàn của quận thì quận đã tổ chức một cái hội thảo chuyên đề bàn các giải pháp về giảm nghèo bền vững trên địa bàn của quận. Quận cũng xác định là tổ ra nhiều cái giải pháp, trong đó tập trung vào ba cái nội giải pháp chính, đó là giới thiệu việc làm, đào tạo nghề và hỗ trợ nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách để các hộ có điều kiện là vươn lên làm ăn thoát nghèo bền vững. Năm 2023 là năm thứ hai Đà Nẵng thực hiện chuẩn nghèo đa chiều theo nghị quyết 76 của Hội đồng Nhân dân thành phố, với mức thu nhập ở khu vực nông thôn là 2 triệu đồng và mức thu nhập ở khu vực thành thị là 2,5 triệu đồng. Khi áp dụng phương pháp giảm nghèo đa chiều, các buổi đối thoại với hộ nghèo được tổ chức thường xuyên. Đây được xem là kênh tiếp cận trực tiếp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng hộ gia đình. Qua cái buổi đối thoại thì có những hộ nghèo đề xuất yêu cầu những hỗ trợ, ví dụ như là sửa chữa, xây dựng, hỗ trợ phương tiện sinh kế, trao học bổng cho học sinh, cũng như là những cái phương tiện khác để cho các hộ nghèo này có cái hướng làm ăn. Xác định công tác giảm nghèo là trụ cột quan trọng trong chính sách an sinh xã hội, lãnh đạo thành phố cũng thường xuyên quán triệt chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ biện pháp nhằm giúp hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm hướng đến thoát nghèo bền vững. Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết số 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã thông qua nhiều chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo. Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành các kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 và hàng năm để triển khai thực hiện. Câu chuyện vận động giảm nghèo thì cũng là một câu chuyện mà chúng ta cũng cần phải quan tâm nhiều hơn. Khi mà cái chuẩn nghèo thì chúng ta đẩy lên cao hơn thì cái số hộ nghèo nó cũng tăng lên. Tăng lên hiện nay cũng còn hơn 2,4% là hộ nghèo theo chuẩn của thành phố, thì cũng đặt ra cái nhiệm vụ khá là lớn cho công tác giảm nghèo của hệ thống chính trị nói chung cũng như là của Mặt trận Tổ quốc và các thành viên. Thì thời gian qua chúng ta cũng làm rất tốt những cái trường hợp này. Các cái hiệp hội như hội từ thiện bảo vệ quyền trẻ em, hội nạn nhân chất độc da cam và nhiều cái tổ chức hội khác, hội chữ thập đỏ cũng làm rất nhiều việc liên quan đến lĩnh vực này. Tuy nhiên là đây cũng là những việc mà chúng ta cũng cần có sự quan tâm đầu tư vận động những nguồn lực tốt hơn trong thời gian sắp đến. Theo kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, giai đoạn 2022-2025, Đà Nẵng phấn đấu giảm hộ nghèo còn sức lao động chuẩn thành phố hàng năm từ 1 đến 1,5%, phấn đấu đến cuối năm 2025 không còn hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn thành phố. Giai đoạn 2026-2030, Đà Nẵng thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống.